Rồi mời cái lớp ổn định cơ thể mình trên thảm nào. Hai tay tắt nhẹ xương mông để xương ngồi bám xuống dưới sàn. Ý thức từ xương cụt. Hít vào, vươn cao cột sống, xoay vai, mở ngực. Giữ đốt sống lưng, đốt sống cổ trên một trục thẳng. Chậm rãi hít vào và chậm rãi thở ra. Hít vào nhẹ nhàng, thở ra êm. Ổn định lại tâm trí, ổn định lại hơi thở, ổn định lại nhịp tim của mình. Hãy hít vào và thở ra thật chậm. Hai tay nâng lên chắp trước ngực. Chúng ta cùng thực hành ba tiếng ôm để đánh thức năng lượng của chính mình, kết nối năng lượng với lớp học và kết nối năng lượng với vũ trụ. Hít vào nào. Lần thứ hai, hít sâu. Lần cuối, hít vào. Hai tay thủ ấn Chimura đặt nhẹ trên gối. Mắt vẫn nhắm nhẹ. Chúng ta thư giãn và thả lỏng cơ thể. Thư giãn và thả lỏng vầng trán. Thả lỏng đỉnh đầu. Thả mềm khuôn mặt. Thư giãn và thả lỏng đôi vai. Mềm mại với các ngón tay của mình. Mang sự thư giãn và thả lỏng lên lưng trên, lưng giữa, lưng duỗi. Chậm rãi mang sự thư giãn và thả lỏng xuống cơ mông, cơ đùi, đôi chân của mình. Hít vào, mang nhiều oxy vào bên trong cơ thể, căng căng bụng lên. Và nhẹ nhàng thở ra hấp sâu. Hấp sâu bụng lại, tống khí ra bên ngoài. Hít vào, căng tròn cơ bụng lên, như quả bóng bơm đầy hơi. Và chậm rãi thở ra hấp sâu. Hấp sâu quả bóng, tống khí ra bên ngoài. Hít vào, theo nhịp đếm, nằm. 4, 3, 2, 1. Thở ra theo nhịp. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào theo nhịp. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra theo nhịp 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lần nữa hít vào. 5, 4, 3, 2, 1. Và nín thở, giữ hơi. Thả lỏng vầng trán. Thả lỏng đỉnh đầu. Thả mềm khuôn mặt. Giữ hơi tăng sức bền cho cơ thể. Tăng sức chịu đựng của cơ tim. 5, 4, 3, 2, 1. Và nhẹ nhàng thở ra hấp sâu. Hấp sâu bụng lại. Tống khí ra bên ngoài. Hít vào. Căng căng cơ bụng lên. Như một quả bóng bơm đầy hơi. Và chậm rãi nhẹ nhàng thở ra hấp sâu.
hóp sâu bụng lại, tống khí ra bên ngoài. Hít vào, căng căng cơ bụng lên và nhẹ nhàng thở ra hóp sâu bụng lại. Lần nữa hít vào, căng căng cơ bụng lên và nín thở giữ hơi lần cuối. Giữ hơi giúp tăng sức bền, tăng sức chịu đựng cho cơ tim. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Và chậm rãi thở ra hóp sâu tống khí ra bên ngoài. Hít vào nhẹ nhàng, thở ra chậm rãi. Hít vào, thở ra êm. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Kéo và vươn dài cột sống. Căng căng 10 đầu ngón tay của mình. Đặt hai tay ra sau gáy. Căng vai căng ngực. Hít vào. Vươn dài cằm về phía trước và nâng cổ lên. Tay vẫn giữ nguyên cái lớn mình đặt sau gáy. Vươn dài cằm về phía trước và nâng cổ lên. Thở, cằm về sát khẩn ngực. Rút bụng. Khép hai trỏ tay. Vù vai căng căng bả vai phía sau. Hít vào, ngẩng mặt, vươn cằm, nâng cổ. Ngẩng mặt, vươn cằm, nâng cổ, căng trỏ tay sang hai bên. Thở, cằm về sát hõm ngực. Rút bụng, gù lưng, kéo trỏ tay sát vào nhau. Hít vào, ngẩng mặt, vươn cằm, nâng cổ. Kéo hai trỏ tay sang hai bên. Căng vai căng ngực ra. Đúng rồi, rướn cái lồng ngực, rướn cằm cao lên nữa chị Hải Yên. 3, 2, 1. Cằm về sát khổng ngực. Khép hai trỏ tay lại. Kéo căng cơ cổ ở phía sau. Rút bụng, gù cao lưng lên, hít thở. 3, 2, một, hít mặt về chính diện. Nghiêng đầu sang bên phải. Hạ trỏ tay phải, nâng trỏ tay trái. Mặt về chính diện. Nghiêng sang trái. Hạ trỏ tay trái, nâng trỏ tay phải. Mặt về chính diện. Thở nghiêng phải lần hai. Hít mặt về chính diện. Nghiêng trái lần cuối. 3, 2, 1. Hít mặt về chính diện. Nghiêng phải lần cuối. Ba, hai, một, hít mặt về chính diện, chắp hai tay trước ngực, chà sát lòng bàn tay, tạo độ ấm nóng cho đôi tay của mình, chà sát và chà mạnh để có hơi ấm. Có hơi ấm rồi đưa tay ra sau cổ vai gáy. Nhẹ nhàng massage cổ vai gáy. Mềm vai, mềm cổ. Đưa tay lên phía trước, vuốt cằm, vuốt cổ từ dưới lên. Lần thứ hai, chà sát lòng bàn tay. Có hơi ấm rồi đưa tay lên mắt. Cho hơi ấm tràn vào mắt. Mắt tay nhẹ các cơ xung quanh mắt.
chậm rãi ấn tay xuống điểm bên ngoài giữa hai cánh mũi. Rồi đặt tay lên lại điểm giao nhau giữa hai chân mày. Từ đẩy kéo ra bên ngoài và xoay xoay thái dương. Lúc này chúng ta có thể mở miệng, căng miệng ra giống như mình tập thể dục cho cơ mặt ở cả lớp. Rồi chậm rãi đưa tay ra phía trước. Mở mắt, mắt nhìn vào lòng bàn tay, hai tay chắp lại. Cúi đầu chào nào, Namaste. Rồi mời cả lớp vào bài tập chính. Bắt chân ra nhịp cánh bướm ạ. Mời chị Trang lên làm mẫu nhé. 5 4 3 2 1. Trong quá trình làm mẫu á, lâu lâu em có thể thay đổi mẫu ha, cho nên cả nhà mình ai mà mẫu á, mình cứ tập nhé, mình đừng có chờ tới mình bấm cái màn hình mất công lại bị mất cái nhịp tập của mình nha cả lớp. Các chị mà hình chọn làm mẫu là các chị tập cũng tương đối quen á, để cho lớp mình tập theo ha. Rồi mời cả lớp duỗi thẳng chân. Đưa tay phải ra ngoài phía màn hình. Hít vào duỗi căng mũi chân. Giữ thẳng cột sống. Thở bẻ gập về phía đỉnh đầu. Lần nữa hít vào duỗi căng mũi chân. Thở bẻ gập. Lần cuối duỗi căng mũi chân. Thở bẻ gập. Xích cơ đùi nâng gót chân rời khỏi sàn. Thở hạ chân xuống sàn. Kéo chân phải đặt lên trên đùi trái. Tiếp tục xoay cổ chân từ trước ra sau, từ sau ra trước. Xoay đổi chiều ngược lại. Kéo sát cái cổ chân vào trong mép hông của chân trái. Ấn cái đầu gối phải xuống dưới sàn. Siết cơ bụng, cơ đùi, vươn hai tay lên cao, hít vào. Mũi chân trái dựng thẳng, hướng về phía đỉnh đầu. Thở hấp bụng, vươn dài người về phía trước, 45 độ. Hít vào nâng lên. Vươn dài người về phía trước 45 độ lần 2. Hít vào nâng lên. Vươn dài người về phía trước lần cuối. Kéo và vươn dài nữa. Hạ tay nắm lấy chân. Rướn cao lồng ngực, tách bụng ra khỏi đùi. Co nhẹ trỏ tay. Kéo sát người chúng ta vào đùi nữa. Ai chúng ta chưa khép sát được, co nhẹ cái đầu gối lại. Để bụng được tiến sát vào đùi. 3 2 1. Hít vào nâng lên trở lại. Vươn hai tay lên cao. Thở. Hạ tay trái trên gối phải. Tay phải kẹp sát mang tay, nghiêng lườn sang bên trái. Nghiêng lườn hướng về phía cái mũi chân trái. Vào nâng lên, tay vươn lên cao. Thở. Tay trái ấn gối phải. Tay phải kẹp sát mang tay, nghiêng lườn qua mũi chân trái lần hai. Hít vào nâng lên. Thở tiếp tục nghiêng lườn qua mũi chân trái lần cuối. Rồi chúng ta nhịp lên xuống 3 lần.
để kéo căng cái eo lườn của mình ra. 3, 2, 1, ai tốt? Nắm tay trên cái mũi chân trái luôn nào. 3, mở căng cái lồng ngực. Mắt chúng ta nhìn lúc này về phía màn hình. 2, 1, hít vào nâng lên trở lại. Thở xoay người sang bên trái. Vặn xoắn cơ thể, bò hai tay ra sau. Hít vào nâng lên, vươn tay lên cao. Thở, tay trái tiếp tục ấn mũi tay phải vòng ra sau, móc vào cái eo bên trái. Tay trái đặt phía trước đó chị Trang Lê, đúng rồi. Tay phải vòng ra sau. Hít vào nâng lên trở lại. Thở vặn xoắn sang trái lần cuối. Bên trái cái lớp mình vặn xoắn hết sang bên trái, bò dài tay về cuối thảm. Hai tay bám xuống dưới sàn. Bên trái cái lớp mình. Đúng rồi. Bò dài tay cuối thảm, ấn chặt hai mông xuống. Hít thở đều. 3, 2, 1, hít vào nâng lên trở lại. Vươn hai tay lên cao. Thở, xoay hết người sang bên phải. Đặt cái tay trái ấn cái gối phải. Tay phải móc ra phía sau. Lần này nắm được vào cái mũi chân của bên phải. Cố gắng nắm được vào cái mũi chân của bên phải. Hôm nay chúng ta cố gắng lấy một cái khăn nhỏ ha, để chúng ta móc được vào. Giữ. 3, 2, vặn xoắn sâu hơn. 1, hít vào nâng lên trở lại, vươn hai tay lên cao. Thở, hạ tay ra sau mông. Cả hai tay. Xoay vai mở ngực. Xiết cơ bụng đùi. Co nhẹ cái chân trái đạp sàn. Ở tư thế này ha, chúng ta sẽ cùng lúc nâng lên hông mông. Còn cái tay ai mà chúng ta không có chống nổi á, thì mình có thể ấn cái gối phải xuống dưới sàn. Còn cái lớp mình tập tốt á, thì mình nâng luôn cả hông mông lên để về tư thế chiếc bàn ngửa ba chân. Xiết cơ bụng, cơ đùi, hít vào nâng hông mông lên rời khỏi sàn. Đúng rồi, cao lên. Xiết cơ nâng cao lên. Rồi, lúc mình nâng được hết rồi. Thở hạ hông mông xuống sàn. Rồi, nâng lên được hết rồi chúng ta sẽ chỉnh lại tay tay ha. Xoay vai, mở ngực, căng 10 đầu ngón tay. Xiết cơ bụng đùi, hít vào nâng hông mông lên. Rút bụng. Thở hạ sàn lần hai. Lần nữa xoay vai, mở ngực, hít vào nâng lên. Ai chúng ta không nâng được thì ấn cái gối phải và giữ lại. Gối phải thì hướng xuống dưới sàn, còn cái mông thì nâng lên. 5, 4, 3, 2, 1. Thở hạ hông mông xuống dưới sàn. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Duỗi cái chân phải về phía trước. Tay vẫn vươn lên cao, hít vào. Chân phải duỗi về phía trước. Hấp bụng, vươn dài người về phía trước. Trả lại cái làn sống lưng cho mình. Kéo và vươn dài nữa. Chậm rãi. Nâng hai tay lên, hít vào. Thở, hạ tay, đổi chân. Bắt chân phải lên trên cái đầu gối trái. Bắt chân trái lên cái đầu gối phải. Xin lỗi đó. Xoay cổ chân. 3, 2, 1. Xoay đổi chiều ngược lại. 3, 2, 1. Kéo sát cái cổ chân trái vào trong cái đùi bên phải. Mũi chân phải dựng thẳng.
Vương hai tay lên cao hết vải. Hấp bụng vương dài người về phía trước. Hít vào nâng lên. Hấp bụng vương dài người về phía trước lần hai. Hít vào nâng lên. Hấp bụng vương dài người về phía trước lần nữa. Lần này vương dài về phía trước trước, chưa có gặp sau đâu, vương thôi, kéo cột sống. Rồi mới hạ tay nắm lòng bàn chân, rướn lòng ngực, bụng tiến sát vào đùi, chung nhẹ trở tay. Ai bụng chưa tiến sát vào đùi, hơi co nhẹ cái đầu gối phải lại một xíu để kéo cái bụng sát vào đùi, giữ hai tay nắm lòng bàn chân luôn. Cả lớp mình có đau cái gân kia một xíu thì chung nhẹ cái chân lại và tiếp tục giữ cái biên độ đấy ha. Hơi vừa căng căng một xíu chúng ta thả ra là nó sẽ không có được kéo giãn tốt nha. Ba, hai, một, vươn hai tay lên cao, hít vào. Xoay người sang bên trái, ống tay phải trên gối trái. Tay trái kẹp sát mang tay, nghiêng lườn qua bên cái mũi chân phải. Lần đầu chúng ta đừng có nắm, cơ mình chưa có kéo giãn được nhiều ha. Hít vào, nâng lên, trở lại. Tay vươn lên cao. Thở tiếp tục, tay phải ấn gối trái, tay trái kẹp sát mang tay, nghiêng lườn nắm được hướng về mũi chân phải. Hít vào nâng lên trở lại, tay vươn lên cao. Thở tiếp tục, nghiêng lườn nắm được mũi chân phải. Và lần này nghiêng qua bên phải rồi chúng ta nhịp lên xuống 5 lần để kéo căng keo lườn của mình. 5, 3, 2, 1. Ai tốt hạ tay nắm luôn mũi chân. Đẩy cái lồng ngực căng về phía trước, mở vai mở ngực, hít thở đều. 3, 2, 1. Hít vào nâng lên trở lại, hai tay vươn lên cao. Thở xoay người sang phải, bò dài tay cúi thẳng, vặn xoắn cơ thể, mắt nhìn vào cúi thẳng. Ấn mạnh hai mông, ấn cái đầu gối trái xuống sàn, đừng có nâng mông, nâng gối trái. Hít vào, nâng lên, vươn tay lên cao. Xoay người sang bên trái, ấn tay phải gối trái. Lần này tay trái móc qua bên eo phải. Vặn xoắn, mắt nhìn theo cái vai bên trái. Hít vào, nâng lên, vươn tay lên cao. Thở xoay người sang phải, bò dài tay cúi thẳng, vặn xoắn lần cuối. Hạ thấp cái trỏ tay xuống dưới sàn. Ai tốt có thể hạ được cái đỉnh đầu, còn không thì chúng ta cứ giữ ở biên độ đấy. Khi nào vặn xoắn tốt mới cố gắng hạ được trán chạm sàn. Ấn mông, hít thở. 3, 2, 1. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Xoay người sang bên trái, ấn tay phải run gối trái. Hướng tay trái ra phía sau, móc vào eo. Và lần này cố gắng móc sâu vào, nắm được cái mũi chân bên trái. Đúng rồi, Mẫu đang làm rất là tốt. Hít thở đều, mũi chân phải dựng thẳng lên. Cả lớp mình dựng thẳng mũi chân hướng về phía đỉnh đầu. Đúng rồi, giữ. 3, 2, 1. Hít vào, nâng lên, trở lại, vươn hai tay lên cao. Thở hạ tay ra sau mông. Mũi tay hướng về phía mông. Căng vai. Căng ngực. Co nhẹ cái chân phải đạp sàn. Xí cơ bụng, cơ đùi. Giống như bên trái hồi nãy ha. À, chân chúng ta, tay chúng ta yếu thì chống xuống dưới sàn. Xí cơ bụng, cơ đùi. Hít vào, nâng hông mông lên, rời khỏi sàn. Hai tay vai yếu hạ cái đầu gối trái ấn xuống dưới sàn, chúng ta sẽ nâng lên dễ hơn. Thở hạ hông mông xuống sàn. Xoay vai mở ngực, hít vào nâng lên. Thở hạ sàn.
Lần cuối xoay vai mở ngực hít vào nâng lên. Rút bụng nâng cao tí nữa cái lớp mình. Thở. Hạ sàn. Vươn hai tay lên cao hít vào. Duỗi thẳng chân trái về phía trước. Duỗi thẳng cái chân ra cái lớp, duỗi thẳng chân trái về phía trước luôn. Vươn dài người về phía trước. Lần này tay nắm được lòng bàn chân. Kéo vươn dài về phía trước nữa. Hít thở. Trùng nhẹ trỏ tay lại. Tí lý rướn cái lòng ngực em lên là được. Lần này không cần phải kéo sát vào. Cứ kéo dài cái cột sống ở phía sau. Trùng nhẹ cái trỏ tay lại. Hít thở. 3. 2. Một, hít vào nâng lên trở lại. Thở ra hạ tay xuống. Chắp hai cái mu bàn tay lại để chúng ta rung lắc cái cổ tay cho thật kỹ nào. Xoay luôn cổ chân từ trái sang phải, từ phải sang trái. Nhà mình ai có cái dây tập yoga hoặc là có cái khăn nhỏ thì chúng ta chuẩn bị nha. Rồi mời cả lớp đưa cơ thể về tư thế chiếc bàn ấp. Bám chặt tay, ký mũi chân. Chúng ta chuẩn bị chuyển động mèo bò để làm mềm mại cột sống. Hít vào võng lưng, vươn ngực, rướn cao cằm. Thở hót bụng, cuộn lưng, cầm về xương ức. Hít vào võng lưng, vươn ngực, rướn cao cằm lên. Thở hót bụng, cuộn lưng, cầm về xương ức. Lần cuối hít vào võng lưng vươn ngực rưỡng cao cằm. Thở hót bụng cuộn lưng cầm về xương ức. Hít mặt về chính diện. Đưa lưng về trung tính không võng cũng không gục. Bám chặt tay. Rút bụng. Nâng gối đẩy mông nâng hông về cho ấp mặt duỗi mình thở hết hơi ra. Hít vào nhón cao gót chân. Chân phải hít, bước chân phải. Chân phải hít đá phải lên cao. Siết cơ bụng. Đẩy vai ra sau. Đạp mạnh căng cái góc chân ra sau nữa cái lớp chị Hồng Hạnh, đạp căng cái góc chân ra sau chị. Bước phải về giữa hai tay. Rướn cao lồng ngực, tách bụng ra khỏi đùi. Gót chân sau với mũi chân sau trên một trục thẳng. Chỉnh lại cái phần nền móng của mình. Ổn định cơ thể, tách bụng ra khỏi đùi. Vươn hai tay lên cao hít vào. Dựng thẳng người, hoàn thiện tư thế trường tăng cao. Rút bụng. Vươn hai tay lên cao hít vào luôn cả lớp mình. Đúng rồi. Từ phần eo xuống trước chân, giữ nguyên tư thế. Từ phần tay kéo vươn dài lên nữa. Đừng nâng hông, chúng ta chỉ vươn từ cái phần eo tới cái mũi tay thôi. Từ cái phần hông xuống dưới cái lòng bàn chân hãy bám chặt xuống dưới sàn. Đó là nền móng giữ thăng bằng. Hít thở. 3, 2, 1. Quạt tay ra phía sau. Đúng rồi, mở căng vai căng ngực. 3, 2, 1. Hướng tay xuống dưới sàn. Kéo căng tay xuống dưới sàn. Xuống dưới sàn. Lực của hai cái tay của mình ạ. Cố gắng kéo căng xuống dưới sàn. Phần chân vẫn giữ nguyên. Và tiếp tục hướng về phía trước. Hai tay chúng ta vươn về phía trước. Căng tay về phía trước.
Và lần nữa vươn tay lên cao, kéo và vươn căng tay lên trên trời. Đúng rồi, giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Lần nữa hạ tay ra sau, nắm tay thành một nắm đấm. Thẳng cái chân trước. Vươn dài người về phía bên, phía trước. Kéo cái tay đánh cao lên trên đỉnh đầu. Ai tốt thì chúng ta ấn cái mũi chân xuống dưới sàn, mũi chân phía sau. Ai mà chúng ta không giữ thăng bằng được, hạ gót chân sau xuống sàn. Đúng rồi, mẫu đang ấn rất là tốt, cố gắng lên. Giữ. Và thẳng chân trước cả lớp mình, lúc này chân trước thẳng. 2. 1. Hạ ngực trên cái đùi chân trước. Bụng. Trán. Hạ thấp xuống. Đúng rồi, đánh cao tay lên nữa. Hít thở đều. Giữ. 5. 4. 3. 2. 1. Tắt tay, tấn lại chân trước vuông góc. Bám tay xuống dưới sàn. Hít thở đều. Bám tay xuống dưới sàn cả lớp mình. Rút chân trước ra sau về tấm ván. Rút chân trước ra sau. Đẩy người về tấm ván. Chỉnh tư thế tấm ván thật nhanh cả lớp mình ha. Thở hạ gối. Ngực cầm chạm sàn. Chị Liên Nguyễn bữa nay tập quen rồi đó. Co nhẹ chỏ tay lại. Duỗi mũi chân xoay vai lướt người lên con rắn. Ký mũi chân rút bụng đẩy mông nâng hông về cho ấp mặt dụ mình. Hít vào nhón cao gót chân. Chân trái hít đá trái lên cao. Đạp mạnh cái gót chân ra phía sau, hướng cái mũi chân xuống sàn để chúng ta căng được cái cơ đùi phía sau luôn. Đạp mạnh gót chân nữa cả lớp, thẳng cái chân lên một tí nữa. Đúng rồi. Đẩy người về phía trước, đặt chân trái giữa hai tay. Rướn cao lồng ngực, chỉnh mũi chân sau và gót chân sau trên một trục thẳng. Trường dài người về phía trước, tách bụng ra khỏi đùi. Rướn và trường dài về phía trước nữa. Bước cái chân phía trước lên trước một tí nữa chị Liên Nghị. Cái chân chị hơi bị ngắn rồi. Đúng rồi. Chậm rãi. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Ổn định phần thân dưới. Dựng thẳng cột sống. Nâng người vươn tay. Tấn chân trước vuông góc. Đúng rồi. Rồi chúng ta ổn định phần thân dưới. Tay cố gắng kéo vươn căng lên trần. Hông mông thân dưới giữ nguyên. Thở quạt tay ra phía sau. Căng vai căng ngực ra phía sau. Chậm rãi hướng tay xuống dưới sàn. Kéo căng tay xuống dưới sàn. Và lần nữa vươn dài tay về phía trước. Tay mình 10 ngón tay thì cảm giác là kéo về phía trước. Nhưng mà người mình vẫn cố gắng giữ cái trục lại thẳng lên, đừng đổ người về phía trước. Đúng rồi. Vươn hai tay về phía trước rồi chị Yên. Và chậm rãi nâng vươn tay lên cao. Tiếp tục kéo căng 10 đầu ngón tay lên trần nữa. Cảm nhận người chúng ta được vươn cao và các ngón tay có thể chạm tới bầu trời. Và đưa lực vào trong từng ngón tay. Và cả hai chân của mình, cơ đùi trước, cơ đùi sau. 2. 1. Hạ tay ra sau, nắm tay thành một nắm đấm. Ổn định cái phần tay, thẳng cái cơ đùi trước. Ai không tốt, hạ gót chân sau xuống sàn. Ai chúng ta giữ thăng bằng được thì cứ giữ lại.
vươn dài người về phía trước, hạ ngực bụng song song với sàn. Rút sát bụng lại, đúng rồi. Giữ. Ở tư thế này, cố gắng thẳng chân trước cả lớp mình. Từ từ hãy hạ thấp người, thẳng chân trước, rưỡng dài người về phía trước. 3, 2, 1. Hạ ngực bụng, tiến sát vào cái đùi trước. Tay, cầm tay tiếp tục đánh mạnh về phía đỉnh đầu. Giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Tách tay, bám tay xuống dưới sàn, tấn lại chân trước vuông góc. Ai gót chân sau hạ xuống dưới sàn rồi thì bây giờ nâng lên. Ổn định cơ thể, rút chân trước ra sau, về lại tạm vàng. Rút trước ra sau cả lớp mình. Đẩy người tạm vàng. Hạ gối, ngực, cằm chạm sàn. Khép cái chỏ tay lại cái lỗ mình hạ. Duỗi mũi chân, xoay vai, lướt người lên còn rặng. Ký mũi chân rút bụng, đẩy mông nâng hông về cho ấp mặt duỗi mình. Hít vào nhón cao gót chân. Đi từng bước chân nhỏ về phía đỉnh đầu. Rút bụng sau vào rốn, thẳng chân khi chúng ta bước, bám chặt tay. Ai về nhanh quá, đứng đợi một xíu, gót chân nâng lên, chờ lớp, chúng ta về tới luôn. Còn vài bạn nữa, chị học hành, cố lên. Hạ gót chân. Nhón tay ngẩng mặt, nâng nửa người lên, hít vào. Thở co cúi gập sâu, trở lại. Cuộn lưng vươn hai tay lên cao, hít vào. Siết cơ bụng, đẩy hông, mở ngực, ngả người ra sau. Thẳng lưng lên luôn chị Lưu Mỹ. Thẳng lưng lên, thẳng chân lên. Đúng rồi, lần này thẳng lưng, thẳng chân lên. Hít vào, nâng lên. Co gối, vươn dài người về phía trước, bám hai tay xuống dưới sàn. Bám chặt tay. Chân phải hít bước dài, chân phải ra sau. Tiếp tục rướn cao lồng ngực, tách bụng ra khỏi đùi. Hai tay nâng lên kẹp sát mang tay. Ổn định cơ thể, chắp tay ở trước ngực. Vặn xoắn người sang trái, cài chỏ tay phải vào gối trái. Đạp mạnh gót chân sau xuống dưới sàn. Hướng cái tay trái cao lên. Ai tốt, kéo cái chỗ tay của mình cho nó ở vào cái khe giữa của cái ngực chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới vặn xoắn ở cái biên độ tối đa nhất. Xoay chiều ngược lại rồi chị Liên Nguyễn ơi. Bây giờ cái chân phải của chị nó đang ở phía sau. Chị xoay ngược lại, cài cái chỏ tay phải vào cái đầu gối trái. Đúng rồi. Ai mỏi thì chúng ta có thể hạ tay bám sàn và chúng ta nghỉ một xíu nha. Giữ. Ba. Mới nói mỏi, hạ hết trơn rồi. Hai. Một. Bám tay xuống dưới sàn. Mới nói mỏi cái hạ hết rồi. Rút chân trước ra sau về tam ván. Mới giữ có 5 nhịp rồi mà. Chỉnh lại, chỉnh người có một nhịp và về tam ván, hít thở. Hạ hai gót chân sang bên phải. Vươn tay trái lên cao, mắt nhìn theo tay. Ai chúng ta không giữ được thăng bằng, cứ giữ hai chân xuống dưới sàn như vậy. Ai tốt, nâng cái chân phải, mũi chân phải chạm trên cái đầu gối. Nâng cái chân trái, chứ xin lỗi cái lớp chân trái, mũi chân trái chạm vào cái đầu gối phải. Đúng rồi, kéo cao lên cái đầu gối. Về tư thế cái cây ở tư thế tắm, nằm nghiêng, giữ. 5, 4,
ba, hai, một, úp người lại, xiết cơ bụng, hạ gối, lùi mông ra sau, thư giãn em bé một xíu, hít thở đây. Can của chị Yến nó là bị quay rồi, chị Yến chỉnh lại cái can một xíu ạ. Cái can nó bị dựng đứng rồi chị, thấy người chị dựng đứng mất rồi, xoay lại chút, đưa hai cái tay ra phía sau, thư giãn cái tay vai và thư giãn cổ tay. Xoay mặt đổi về. Tiếp tục bò dài tay về phía trước. Bám tay xuống sàn. Rút bụng, đẩy mông nâng hông về cho ốc mặt duỗi mình thở hết hơi ra. Cố gắng lên ha, chúng ta còn một bên nữa. Đẩy mông nâng hông về cho ốc mặt duỗi mình cái lớp mình. Cho ốc mặt đâu ạ? Hít vào nhón cao gót chân. Co nhẹ gối. Mắt nhìn về giữa hai tay. Ai tốt nhảy bật về giữa hai tay. Ai tay chân còn yếu chúng ta bước từng chân về giữa hai tay. Lần này bước nhanh luôn, không bước chậm. Co cúi gập sau, thở hết hơi ra. Đẩy cái đỉnh mông lên trần chị Liên Nguyễn, cái đỉnh mông chị lên trên trần. Đúng rồi, đó. Nhón tay ngẩng mặt nâng nửa người lên, hít vào. Rướn dài lận ngực. Thở co cúi gập sau trở lại. Mạng bên chị Hải Yến nó yếu, nó cứ bị tắc can biết à. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Căng 10 đầu ngón tay. Nhón cao gót chân lên. Thăng bằng trên mũi chân. Hít thở, giữ. Hãy tập trung và thăng bằng. Mắt nhìn vào một điểm. Phía trước. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hạ gót chân xuống sàn. Vươn dài người về phía trước, bám tay xuống sàn, thở hết hơi ra. Chân trái hít bước dài chân trái ra sau. Rướn cao lồng ngực, tách bụng ra khỏi đùi. Hai tay nâng lên kẹp sát mang tay. Ổn định cơ thể, chắp tay lại trước ngực. Xoay người sang bên phải, cài chọ tay trái vào gối phải. Hai tay chắp lại, thì cài cái chọ tay trái vào gối phải rồi hướng cái chọ tay phải lên trên trần hay chị Liên Nguyễn. À, mình làm tới đâu mình cứ làm nhé, mệt thì mình có thể ngưng hít thở. Giữ. Nằm. Kéo hai cái chọ lòng bàn tay nó xuống ngay chỗ cái rãnh trên ngực của mình. Đúng rồi. Bên này làm tốt hơn này cả lớp. 4. Cố gắng giữ một xíu. 3. 2. 1. Xoay người về phía trước. Tắt tay, bám tay xuống dưới sàn. Ổn định cơ thể và hơi thở. Chỉnh cho cái chân sau thật là chắc. Bước chân trước ra sau về tấm ván. Một lần bước duy nhất hướng cơ thể chúng ta về lại tấm ván luôn. Hít thở đều, ổn định cơ thể và tư thế các bạn ạ. 3, 2, 1. Nghiêng hai chân sang bên trái. Vươn tay phải lên cao. Mắt nhìn theo tay. Phía cơ bụng giữ. Lớp chúng ta cố gắng hay làm được cái tư thế này nè. 3, 2, một, ai tốt nâng cái mũi chân phải chạm lên trên cái đầu gối trái. Về chúng ta về tư thế biến thể của cái cây. Cái cây thì chúng ta ở chiều thẳng đứng.
Còn cái chiều nằm nghiêng thì như vậy, mũi chân chấm, đúng rồi, hít thở đều, giữ, năm, bốn, ba, hai, một, úp người trở lại, bám tay xuống dưới sàn, hít thở đều, ổn định cơ thể đã, hạ gối, ngực cằm chạm sàn. Duỗi mũi chân, xoay vai, lướt người lên cầm ra. Thở hạ trán, trước mũi chạm sàn. Xoay vai, lướt người lên cầm ra. Chị Hồng Hạnh nằm úp người lại đi chị. Đừng có nằm mà chúng ta thư giãn ở cái tư thế nằm lâu quá là chúng ta bị xả cơ nha. Là lúc mình tập lại nó sẽ mệt đó. Thở hạ trán, chớp mũi chạm sàn. Nâng người chúng ta lên về tư thế chiếc bàn ủng. Chân phải, cổ chân phải bắt qua cái đầu gối trái. Giống như lúc đầu chúng ta bắt cái lớp mình. Cổ chân phải bắt qua cái đầu gối trái. Bắt lên trên luôn, bắt qua và bắt lên trên. Kéo sát vào trong cái khớp hông của mình luôn. Đúng rồi. Kéo sát vào. Ở tư thế này chúng ta chuẩn bị dùng cái khăn nhỏ ha, nếu như ai chúng ta không vươn tay và nắm được hết. Rồi. Vươn cái tay trái lên. Hạ xuống dưới sàn. Vươn tay phải lên. Rồi, lần này cái tay phải chúng ta đã vươn cao lên. Mở vai, mở ngực. Qua cái tay phải ra phía sau, nắm được cái mũi chân phải của mình. À, chúng ta không nắm được tư thế này, lấy cái dây á, hoặc là cái khăn, cố gắng móc vô và nắm cho được. Nắm đi cả lớp mình, nắm được rồi, căng vai, căng ngực lên. Đúng rồi, mẫu đang nắm được rồi. Lớp chúng ta cũng có nhiều anh chị, nhiều chị em nắm được ha. Ai nắm không được, móc cái dây vào giùm ạ. Rồi, siết cơ bụng, cơ đùi. Nhích cái đầu gối phải lên rời khỏi sàn. Đúng rồi. Giữ, chỉ cần nhích lên thôi, không cần nâng cao đâu. Chỉ cần nhích lên là được rồi. Ai tốt thì nâng cao, không tốt thì không sao. Cứ nhích lên là ổn rồi ạ. Giữ. 3. 2. Một, hạ gối xuống sàn. Tắt tay, đổi chân. Duỗi thẳng cái chân phải ra, bắt cái gối trái sang bên cái chân phải. Kéo lên lên sát lên. Đúng rồi. Kéo sát lên và kéo hướng qua bên này một xíu về lớp để chút nữa chúng ta có cái khoảng không á, và cái mũi chân chúng ta nắm được. Hít vào, vươn tay trái lên. Vươn tay phải, xin lỗi lớp, vươn tay phải trước ạ. À. Vươn tay phải. Để chúng ta cân bằng một xíu đã. Chậm rãi hạ phải xuống sàn. Vươn tay trái lên. Lần này hãy vươn cao, mở căng vai, căng ngực ra phía sau. Quạt cái tay đó ra sau, nắm được cái mũi chân trái. Lúc này quạt tay trái ra sau eo của mình à, để nắm được cái mũi chân trái. Ai không nắm được, móc dây vô giùm. À. Để chúng ta nắm được. Đúng rồi. Nắm được rồi. Siết cơ bụng. Nâng cái đùi lên cao. Giữ. Hít thở đều. Đừng chỉnh chị. Đừng chỉnh chị Ly Nguyễn. Tập đi. Tập, tập đi. Tập. Đúng rồi. Chị Yến phải đưa cái chân lên phía trước đó chứ. Đưa cái chân ra sau. Chị Yến đưa cái chân lên đầu gối đó chứ. Chị đưa ra cái đùi rồi. Đó. Đưa lên phía trước á. Giữ. Rồi kéo căng nó lên. Ba. Đúng rồi, mẫu đang làm tốt đây. Hai. Tâm lý làm cũng rất là ok nè. Xem. Chị Hạnh.
Một, thở hạ tay chân xuống, duỗi thẳng chân, ngồi mông xuống dưới sàn, mông chúng ta ngồi xuống dưới sàn, duỗi thẳng chân về phía trước, xoay nhẹ và rung lắc cái cổ chân. Đưa tay lên rung lắc cái cổ tay luôn. Rồi, trước khi chúng ta vào tư thế định, ở tư thế này mình tập cơ bụng trước một xíu để cho người chúng ta nhẹ và chúng ta mới nâng lên được. Lý xoay người qua bên mũi tay sang bên phải, hướng cơ thể mình cùng theo một hướng luôn. Rồi, hai tay song song về phía trước, chân phải hít vào, nâng chân phải lên, co nhẹ cái chân phải lại, co đầu gối với cổ chân trên một trục thẳng, nâng chân trái lên, siết cơ bụng, giữ, 5, 4, 3, 2, 1, duỗi thẳng chân, hạ lưng xuống, lưng dưới. Ba, hai, một, hít vào nâng lên trở lại, nâng cái lưng lên, co nhẹ cái chân lại, chúng ta mới dễ nâng, co nhẹ chân về tư thế tấm ván cao, xin lỗi, về tư thế con thuyền cao. Ba, hai, một, duỗi thẳng chân, hạ thấp lưng. Ba, hai, một, hít vào nâng lên, lần cuối, cố gắng tập bụng ơi cứ tư thế này đi cả lớp mình, cho bụng chúng ta nó chắc nó mới khỏe được. Rồi giữ nè, ai chúng ta nâng lên hạ xuống đâu thì hãy giữ tư thế con thuyền cao đi, 5 4 rồi 3 2 1, lần cuối duỗi thẳng chân hạ thấp, 3 hạ thấp chân xuống cả lớp mình, hạ thấp chân xuống chị này, thấp nữa, 2 1, hít vào nâng lên trở lại, nâng lên thẳng người lên luôn, la lần này nâng thẳng người, hai chân xuống sàn, hai tay ôm gối, kéo sát gối vào ngực, hít thở. Rồi, ở tư thế này duỗi thẳng chân ra phía trước, cả hai chân, xích người chúng ta vào giữa thảm một xíu, bắt cái chân phải lên trên cái đùi bên trái, giống hồi nãy chúng ta làm, kéo sát nó vào, bắt cái chân phải lên cái đùi bên trái, kéo sát vào. Và tư thế này chúng ta cũng dùng khăn ha, hãy tốt nhất á, mà chúng ta nắm được cái mũi chân nó ít quá thì hãy dùng khăn, đúng rồi. Rồi quạt cái tay phải ra phía sau, móc vào cái eo và để móc được vào cái mũi chân phải. Nếu như tư thế này ai mà chúng ta nắm được quá ít thì dùng khăn, từ vì chúng ta còn nâng lên một thế nữa nó sẽ bị tuột tay. Ai chúng ta nắm vững rồi thì cứ việc nắm vào. Đó, mẫu đang làm đây. Đúng rồi. Rồi, đặt cái tay trái ra phía sau, mũi tay hướng về cuối thảm. Mũi tay hướng về cuối thảm. Xoay cái mũi chân trái sang bên trái. Chúng ta sẽ vào tư thế tấm ván nghiêng bán hoa sen. Siết cơ bụng, cơ đùi. Hít vào. Hơi co nhẹ cái chân lại để chúng ta nâng được lên nha. Nâng mông hông lên rời khỏi sàn. Mặt lưng của chúng ta hướng hoàn toàn vào phía màn hình. Lên. Đúng rồi. Móc cái tay nâng lên. Tư thế tấm ván nghiêng bán hoa sen.
ấn cái chân, đúng rồi, móc thẳng cái chân vào cái tay lên. Ok, à, giờ chị à, hồi sao thay từ điểm chị học chị à, chị Như Hạnh lên được rồi nè, tốt lắm, giữ chị Như Hạnh, đúng rồi. Và ai lên được rồi, hạ xuống, hạ xuống nó thật tay chân mình đi. Rồi Lam Lý ra rồi hả? Rồi chị Trang Lê nè, một xíu nữa thôi. Chị Như Hạnh đổi bên đi chị Như Hạnh. Đúng rồi. Mở căng cái đùi lên chị Trang Lê. Đúng rồi, giữ. Rồi hạ xuống. Rồi chúng ta đổi bên. Lớp mình ai chúng ta không có lạ vào được luôn cái thế, mình cứ vào một xíu nha. Rồi chị không, chị Hạnh móc cái dây nhỏ vào. Đây gọi là tư thế tấm ván nghiêng, và ở tư thế là bán hoa sen. Đúng rồi, nâng cái đầu gối lên luôn chị ạ. À, đúng rồi. Rồi mở căng cái đầu gối kia lên trên trần, mắt nhìn về đây, giữ thẳng đầu cổ chúng ta. Đúng rồi, đẹp lắm. 3, 2, 1, hạ xuống dưới sàn. Chị Trang Lê thu cái dây nhỏ nhỏ lại. Chị Trang Lê sẽ lên được cái lực chị lớn mà. Rồi, đó. Làm thử không nào? Móc cái tay ra sau. Này phải có cái dây thì chúng ta mới làm dễ. Không không có được thì cũng không sao, chúng ta chỉ hướng cái tay ra phía sau và nâng lên là được rồi. Rồi. Thử lực của mình ha. Đúng rồi. Quạt tay ra sau. Không. Giữ. Rồi, mời cả lớp duỗi thẳng tay chân ra phía trước. Coi chị Trang Lê có lên được bên này không? Rồi lên đi chị. Đúng rồi, giữ. Đúng rồi, giữ. Rồi, hạ xuống sàn. Rồi duỗi thẳng cơ thể mình phía trước, rung lắc nhẹ chân tay và hạ người mình xuống sàn luôn. Xoay cổ tay, xoay cổ chân và hạ người chúng ta xuống sàn. Co hai gối. Co hai gối lại cả lớp. Ôm gối bật lăn lưng lên xuống. Rồi cái bài hôm nay nó hơi dài ha. Và chúng ta tập buổi sáng cho nên là phải thiền thở và phải khởi động kỹ á. Và cái bài nó tương đối dài cho nên chúng ta trễ 2 phút nhá. Lăn lưng qua trái qua phải. Nâng chân lên cao, rung lắc tay chân ở trên cao. Hạ tay chân xuống sàn. Mời cả lớp vào thư giãn sau. Hai chân tách tròng bằng mép thảm. Hai tay buông dọc theo thân, lòng bàn tay ngửa. Hít vào nhẹ nhàng và thở ra êm êm. Thư giãn sau mỗi buổi tập, giúp chúng ta lấy lại năng lượng đã mất, loại bỏ axit lactic trong cơ thể ra bên ngoài, có thể phát sinh trong quá trình tập luyện. Vì vậy, hãy dành cho mình những giây phút thư giãn, tập thoải mái. Hít vào và thở ra chậm rãi. Nằm xuống như một đứa trẻ ngủ trên giường. Thả lỏng cơ thể. Các cơ đang trải dài trên chiếu. Không khí xung quanh ta thật trong lành mát mẻ. Cơ thể ta đang đón nhận tình yêu thương của vũ trụ. Tình yêu thương của vũ trụ tràn ngập khắp cơ thể ta. Chú ý vào hơi thở của bạn. Thở chậm và sâu từ cơ hoành. Hít vào, thở ra êm êm. Từ ngón chân đến đỉnh đầu. Hãy thả lỏng. Cảm giác chìm dần, chìm sâu, chìm sâu.
Toàn thân tôi đang được thư giãn. Toàn thân tôi đang được thư giãn. Ngoài cả lớp mang ý thức quay trở lại căn phòng, đúng lúc nhẹ đôi chân, cử động nhẹ đôi tay. Hạ Trường khép sát, hai tay vươn qua khỏi đầu. Hít một hơi thật sâu, vươn căng và duỗi căng toàn bộ cơ thể thế nào. Và thở ra hạ tay xuống, co gối, nghiêng người sang một bên, nằm ở tư thế ông Phật thêm vài giây nữa. Mời cả lớp nâng người ngồi dậy. Ổn định cơ thể trên thảm. Vươn hai tay lên cao hít vào. Chắp hai tay lại. Kéo hai tay về trước ngực. Cằm hướng về xương ức. Mắt nhắm nhẹ lại. Bằng tất cả trí tuệ, tình yêu thương và lòng biết ơn, tôi cầu bình an cho bản thân tôi, cho gia đình, cho bạn bè. Tôi dùng tâm trí hai tay đặt lên trán, linh hồn hai tay đặt trên môi và trái tim hai tay đặt trước ngực. Cầu bình an cho tất cả mọi người trong khán phòng này và trên thế giới này. Cúi đầu chào nào cả lớp, Namaste. Xin chào cả lớp, cảm ơn cả lớp rất là nhiều. Buổi tập của chúng ta đến đây là